được cái cơ đơn vị và mạnh kiều vào cước cho chúng lễ chiều hôm nay ngày thứ bảy 23/11/2019 ngày thứ bảy tuần thứ 33 thường niên. Và anh chị em chúng ta đã ơn Chúa trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Giáo Francisco đã đến thăm xứ Thái Lan và những người Việt Nam chúng ta ở đây cũng như Việt Nam ở quê nhà Sabile đã được gặp Đức Thánh Cha, cùng được chia sẻ cầu nguyện và liên hệ với Đức Thánh Cha. Chúng ta Alleluia! Vua liền triệu tập tất cả các bàn những lại mà
phần đời sau và đời sống lại từ khỏi chết,
thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Đó là lời Chúa. Wow, một trọng tay thật lớn để chúng ta chào mừng với anh chị em.
chết, mà kẻ sống, người sống thì đầu tiên là người ấy phải biết yêu. Nếu mà sống mà không biết yêu thì như là đã chết rồi. Nếu mà sống mà không có lòng thương xót thì cũng như là chết. Nếu mà sống mà chỉ nghĩ đến chuyện lấy vợ, gả chồng, kiếm tiền, kiếm công nhân, kiếm sự nghiệp, rồi kiếm cho mình là nhiều của bạn, rồi cuối cùng có chết không? Có chết không? Mà khi chết rồi bạn có mang được xe hơi đâu không? Có mang được nhà lầu đâu không? Có mang được tiền bạc đâu không? Tiền bạc là tiền thái, là bạn ăn bao nhiêu tiền Việt Nam? Một đồng bạc của thái có mấy đồng Việt Nam? Mà người ta chưa biết được từ sông Chúa để làm
làm cho nhân biết được lòng Chúa thương xót. Để mong nếu mà con đang sống và như đã chết bởi không có lòng thương xót, bởi thân thù, bởi yên ghét, bởi ích kỷ, bởi yêu tinh, bởi những trò chen, bởi những thiệt thòi, thì ngày hôm nay chúng ta đến nói cho họ là phải mở lòng ra, phải mở trí ra, phải mở tâm ra để đón nhận được lòng thương xót của Chúa, để thấy cuộc đời của mình nó có ý nghĩa hơn, để thấy cuộc đời của mình nó giá trị hơn, để thấy được cuộc đời của mình nó không chỉ là ở trần gian này, ở thế giới này, nhưng là đến những người có trách nhiệm và giúp chúng
tôi thực hiện được trách nhiệm chú trào đó là loan báo thì mình phải chú thương xót đến ngôi nhà thờ này mãi tối ngày hôm qua chúng tôi mới nhận được tin chính thức là được về lễ ở đây và nhờ các chị em giúp đỡ chúng ta nhất là cha xóm ở đây là một người thì đang sinh ra đất nước Thái Lan năm nay 68 tuổi 45 năm đi tu ngài nói cái việc này quên vì sau quá trình sinh ra lớn lên trên đất nước Thái Lan này chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các chị em xin hai chị lên đây mời hai chị lên đây chúng tôi xin được là người mà trao cho hai chị những món quà để hai chị ra đi mà loan báo loan truyền lòng Chúa thương xót nha đây là cái máy hai cho 70 và là lòng Chúa thương xót đây là cho chị nha thì nghe những bài giảng những chứng nhân và đây là trái tim lòng thương xót Chúa xin được người tặng cho chị và karaoke karaoke thì là những cái karaoke với người lâm phải hát các bạn cho vào xe hơi và cho được máy hát karaoke nha xin được người tặng cho chị đây là những karaoke và đây chúng tôi có cái trái tim nữa đây là một trái tim và đây một tay nữa đây là hành lòng Chúa thương xót đây là hành lòng Chúa thương xót thì Chúa chúc lành cho các chị hai chị đã nhiệm vụ như nhà bạn nói là cách đây 350 năm đất nước Thái Lan chưa quyết định tin mừng chưa có đạo Công giáo thì chỉ có hai vị cử sai đến đất nước Thái này mà sau 350 năm thì hiện thời là có được gần 300.000 người Công giáo tại đất nước Thái Lan trong tổng số khoảng 67 triệu người Thái và người Công giáo chiếm khoảng 97%, còn lại 5% là những Kitô hữu mình là những người đạo hồi là những người Hindu mà chiều qua từ lúc 3:20 đến 4:15 chúng tôi đã được gặp Đức Thánh Cha Francisco với các đại diện các tôn giáo khác trong đó có Điện giáo và rất nhiều tôn giáo khác thì Đức Giáo Hoàng nói là chúng ta là cái kênh cầu để nối liền tình thương và sự hiểu biết các tôn giáo chúng ta thấy có nhiều khi gặp đi em tôi giáo khác mình có sự nghi ngờ hoặc là sự phản cách và ông quan thánh cha ngày gặp đến chào mình từng vị sư chào từng đại diện các tôn giáo khác ôn hôn thắm thiết không có phân biệt tôn giáo không có phân biệt ngôn ngữ không có phân biệt phong tục tập quán vì đạo phải là cây cầu nối liền tình thương và sự hiểu biết đức thánh cha nhấn mạnh mỗi người hãy ra đi làm cây cầu đối với người khác bằng lòng thương xót. Bây giờ ở đây xin hỏi lại là ai các bạn những người đang lao động ở đất nước thế thế làm như này? Vâng, các bạn rất là nhiều chúng tôi sẽ gọi các bạn lên được. Xin mời năm bạn đại diện. Xin mời năm bạn đại diện mời các bạn lên trên này. Mời bạn. Rồi xin mời chúng tôi mời ba bạn nam nữa, chưa mời ba bạn nam nữa xin mời bạn đến đây một lần. Đây là các bạn đang sống và làm việc tại đất nước Thái Lan và các bạn đang là một người sống thì các bạn mỗi người phải nói với người khác rằng Chúa của tôi là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Người sống là người sống thật, người sống là người mà sống thật. Bạn nhớ được nhất là sống thật. Thứ hai, người sống là người phải sống cho đẹp, chứ không thể sống một cách là sống sai được. Mà tôi thấy trên đất nước Thái này họ sống đẹp. Thứ nhất là tôi đi chậm chậm, nó khủng khiếp trở nên Thái Lan. Đủ mọi thứ, đủ mọi loại người, nhưng nét đẹp là gì? Không sợ ra. Nếu
được cái trời trời đông như thế còn làm ăn cứ mua như vậy thì đúng là cái lai rác mà chúng tôi đi tìm không thấy một cái lai, thậm chí ăn xong cái hộp xoài nhưng mà không biết vứt ở chỗ nào nữa. Đó là cái nét đẹp. Thứ hai là không có cạnh nhau, và thứ ba là cái nét đẹp đó là không có tranh, cứ xếp hàng. Và nét đẹp nữa là khi chúng tôi thấy lái xe đến đây, bên Việt Nam thì đi bên phải, dưới lề bên phải, còn bên đây là lúc nào cũng bên trái hay lái ngược lại, mà không thấy ai cũng còi tét tét đi đi cả đường chiều và rất là trật tự. Đấy là nét đẹp sống sống thật, sống thật là không giam dối. Tôi thân bè nghề nghiệp có anh em cảm thân bắt so cảm thân có chuyện móc túi hay những chuyện bên bảo trợ một sao rồi đây còn không móc túi được mà trả lò thì tôi về nhà chọn cái đó đều được thấy mấy xe mà ta chạy ở ngoài rồi tôi kêu xe mà tất thì đều đi mất bỏ thấy một sao người ta sáng đặt để lấy xe hoặc còn nguyên đó sao không có nhìn cái xe nó có chú còn nguyên sống thật đó là sống phải sống cho nó thật thì muốn sống thật chúng ta phải có lòng của xuân chú thì bàn bạc cái mạnh lòng của xuân chú để sống cho thật muốn sống cho thật thì chúng ta phải sống cho đẹp xin tặng bạn trái tim lòng của xuân chú để bạn sống cho đẹp muốn sống thật muốn sống đẹp và muốn sống cho có ý nghĩa xin được gửi tặng bạn mình ở đây là cuốn sách tâm tư lòng nhân hậu của cha để mời bạn cùng cầu nguyện nha. Đây là cuốn sách tâm tư lòng nhân hậu, bạn biết cầu nguyện bằng chúng mình tôi chú ý lòng thương xót muốn sống thật muốn sống đẹp thì bạn sống thì đây là sống thật, đây là sống đẹp, thứ ba là sống cho có ý nghĩa, sống thật sống đẹp sống có ý nghĩa. Các bạn thấy cuộc đời mình chả lẽ chỉ đi làm kiếm tiền rồi ăn rồi uống rồi chơi rồi hết cuộc đời có ý nghĩa gì không? Không, sống trên đời này đầu sang không nên bạn nào thấy có món quà và nữa bạn kia thì có món quà
sai tại chú ý tâm tư và những điều các bạn đây là TV karaoke ở cơ quan như này trên đây và thế nên phải nhớ bạn vươn lên cuộc sống của mình phải lên chứ không thể vươn xuống được theo cuộc sống phải sống cho thật sống cho đẹp sống cho có ý nghĩa và sống cho nó đúng sống thật sống đẹp sống đúng mấy đời mấy cái sống đời sống cho thật sống cho đẹp sống cho đúng sống cho có ý nghĩa mấy cái sống đời bốn cái sống và nghĩ rồi hai cái sống là lớn cho ta sống rồi sống cho thật không gian dối có thì nói không thì nói hết điều biên đặt là tổng mạng của nhất là người trên mạng viết cái gì trên mạng nói cái gì trên mạng giữa công chúng cho người khác biết thì phải nói cho thật phải biết đúng sự thật đừng thêm điều biên đặt đừng có vu khống đừng có mà đi người khác trên mạng mình không biết thì nói không biết biết gì thừa thốt không biết thì sợ to mà nghe không biết đừng có nói bậy đừng có nói sai đừng phải sống cho nó thật dù thiệt thòi thật thà thì vô thiệt lươn leo lại lề đường nhưng người sống thật mới là người sống còn người lươn leo sống phải như đã chết vì thế đừng bao giờ bạn sử dụng những phương tiện truyền thông để nói sai sự thật nhất là nói cái gì mà xúc phạm đến danh dự người khác nói cái gì mà tổn thương người khác nói cái gì mà các bạn làm cho người ta bị mất hết những danh dự tiếng tốt thì chính các bạn phải là người đền trả lại cho đến đầu xu cuối cùng đừng có bảo rằng tôi không biết tôi muốn nói gì tôi nói tôi viết gì tôi viết tôi muốn đẩy gì cái mạng đẩy không được phép làm như vậy sống trong thật quý lại tôi biết đúng sự thật là gì mắt thấy tai nghe và trí phải phân tích kiểu cho nó đúng có những cái ta nhìn như vậy mà không phải như vậy đâu cho nên phải sống cho nó thật thứ hai là sống cho nó đẹp như tôi vừa mới nói để giữ vệ sinh để tôn trọng nhau để chào hỏi nhau đấy là sống cho nó đẹp sống thật sống đẹp sống cho nó đúng đừng sống sai như là bạn đã quay trở về từ ngày đầu tiên thì hãy quay trở về sống thật sống đẹp sống đúng sống gì nữa sống có ý nghĩa nếu cuộc sống mình mà chỉ lo chân của ngài không có vô nghĩa chỉ lo kết quả của chồng không có vô nghĩa sống thật sống đẹp sống đúng sống có ý nghĩa và muốn sống gì nữa bạn suy nghĩ rồi bạn hãy sống với cho bạn đầy đủ món quà sống gì nữa sống đẹp sống thật, sống đẹp, sống đúng, sống có ý nghĩa, sống gì nữa? Quảng đại. Sống quảng đại là biết cho đi, biết rộng rãi, biết rộng lượng, biết chia sẻ với người khác. Sống quảng đại, còn sống gì nữa? Sống đại, vâng, phải sống đại. Mình là người có đạo, người ta 95% người ta đạo Phật, người ta sống rất đẹp. Người ta sống rất đúng, người ta sống rất thật và bảo đảm bồ đất nước này vì họ là người đạo Phật cho nên họ như thế ước mong gì họ nhìn vào những người công giáo nhất là những người đi đến cái đồng chung thương xót và bảo đảm là ồ những người này vì các bạn này là biết đến đồng chung thương xót Chúa thì các bạn sống thật sống đẹp sống đúng sống có ý nghĩa sống quảng đại và đang sống đạt đó là điều chàng mời gọi các bạn trẻ đi làm việc đó. Chiều hôm qua chúng ta buổi chiều với cha Francisco dâng thế cho các bạn trẻ hay là những chàng nhấn mạnh cái điều đó để các bạn trẻ phải mai dặn ra đi các bạn phải chàng làm chứng cho người khác bằng một cuộc sống Chúa của chúng tôi là Chúa của người sống là người biết sống thật biết sống đúng biết sống đẹp biết sống sống ý quảng đại biết sống đạo và như vậy Chúa của chúng tôi là Chúa của kẻ sống xin chúc tất cả các bạn và chúc tất cả anh chị em những ngày đón tiếp thiên cha đạo quay những bài giảng những lời huấn du của thiên cha
sống đúng, sống hoàn tại và sống đạo làm chứng cho lòng đường soi Chúa. Xin được gửi tặng lại tất cả những món quà còn lại cho những chị em các bạn. Sau sau đây chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những món quà này của cơ sở các phần tiền từ về. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chị em.